Thánh Gióng. Vào đời Hùng Vương thứ 6, tại Kẻ Đổng thuộc bộ Vũ Ninh xưa, có vợ chồng ông lão nọ ăn ở phúc đức nhưng mãi mà vẫn chưa có con. Tôi thấy buồn lắm ông ạ. À, vợ chồng mình ăn ở có đến nỗi nào đâu mà trời không thương cho lấy một đứa con. Bà đừng buồn, chẳng phải tôi và bà vẫn đang sống khỏe mạnh, hạnh phúc bên nhau đó sao? Sau một đêm mưa gió, sáng sớm bà ra vườn cà ven sông, thấy một vết chân lớn chưa từng có. Thật là kỳ diệu, sao lại có bàn chân lớn như thế này được nhỉ? Khéo cũng phải to gấp rất nhiều lần bàn chân của người thường. Mấy hôm nay bà sao vậy? Bà thấy mệt trong người hả? Ông ơi, ông xem này, có gì đó đang động đậy trong bụng tôi. Bà nó ơi, bà nó có thai rồi, chúng ta có con rồi. Tôi không đợi được đến lúc con chào đời rồi. Một mình bà nuôi con sẽ vất vả nhiều lắm. Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe để nuôi dạy con, bà nhé. Ông ơi! Một thời gian sau. Cha, cậu bé kháo khỉnh quá. Nhất định lớn lên, thằng bé sẽ thông minh lắm. Đã 3 năm trôi qua, cậu bé lớn lên, 3 tuổi mà chẳng biết nói cười. Ba mẹ vô cùng buồn phiền, lo lắng. Hằng ngày, giống chỉ nằm trên thúng, treo trên giống tre. Do vậy, mọi người gọi cậu là giống. Giặc Ân xâm lược nước ta, nhà vua đang cần người hiện tại giúp nước đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con. Ôi, con biết nói rồi sao? Sứ giả đang tìm người hiện tài giúp nước đó con. Nhưng con còn nhỏ chưa giúp được gì đâu. Mẹ cứ giúp con mời sứ giả vào đây đi ạ. À, con trai 3 tuổi của bà sao? Không phải bà đang đùa ta đấy chứ? Ông hãy về tao với đức vua, đúc cho một con ngựa sắt cao hơn 18 thước, một cây kiếm sắt dài 7 thước, một roi sắt và một chiếc nón sắt để giống đi dẹp giặc. Con ăn vẫn chưa no, bà con cho con xin thêm nhiều cơm nữa đi ạ. À, chà, cậu bé ăn giỏi thật, chưa từng có ai có thể ăn nhiều đến như thế. Trời ơi, bà con xem này, thằng bé đang lớn lên nhanh như thổi, đúng là sự lạ. Đa tạ bà con, giờ con phải lên đường giúp nước rồi, thắng lợi trở về con nhé. Ta là thiên tướng đây. Cướp nước kia, ta nhất định sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Gậy gậy rồi, nhưng không thể làm khó được ta đâu. Những mảnh tre bị gãy ném rải rác khắp chiến trường, sau này mọc thành loại tre đặc biệt có màu vàng óng ánh nên gọi là tre đằn ngà. Mỗi nơi ngựa của giống đi qua đều để lại những ao mang hình vết chân ngựa. Ngôi làng bị phun lửa cháy một vùng, về sau được gọi là làng cháy. Vua Hùng sai lập đền thờ giống ở làng quê, phong giống làm Phụ Đổng Thiên Vương, phong mẹ giống là Thánh Mẫu Bảo Vương. Mỗi năm đến tháng 4, làng giống đều mở hội lớn. Dân hàng trăm làng quanh vùng núi Sóc lại mở hội để cùng nhau nhớ về người anh hùng đã có công giúp dân đánh giặc ngoại xâm, cứu nước. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Sự tích tục bắt vợ của người Mông.
Ngày xưa, trong một thung lũng heo vắng, có một bản khá đông đúc của đồng bào người Mông sinh sống. Trong bản đó, có một đứa bé khoảng chục tuổi, mồ côi cả bố lẫn mẹ. Hằng ngày, nó làm việc cho các nhà trong bản kiếm cơm ăn. Mọi người đều gọi nó là Mí Tu. Ai đấy? Thầy Mí Tu, cháu không biết ta là ai à? Ta là ông của cháu đây. Không, Mí Tu không biết ông đâu. Đúng, ta là ông của Mí Tu thật mà. Ta đã chết từ lúc Mí Tu chưa được nhìn cái sáng, nên Mí Tu không biết đó thôi. Ông là ai mà nói không trúng cái lý? Ông đã chết từ lâu rồi, làm sao còn nói được? Mí Tu không tin đâu. Ông sống lại để giúp Mí Tu mà. Ông muốn cho Mí Tu có nhiều con trâu, con lợn, con gà, có cái nhà to và có quần áo đẹp thật mà. Đúng là ông của Mí Tu. Sao ông không ra mà còn trốn trong bụi? Ông trời cho ông làm con hổ nên ra thì Mí Tu sẽ sợ mà. Nếu con hổ là ông của Mí Tu thì cứ ra với Mí Tu đi, Mí Tu sẽ không sợ đâu. Đêm xuống, Mí Tu dần tỉnh. Mí Tu bình tĩnh lại, dần dần hết sợ và ngồi dậy chuyện trò cùng ông hổ. Từ ngày đó, Mí Tu ở lại hang sống cùng với ông hổ. Ngày ngày, hai ông cháu quấn quýt bên nhau. Thấm thoát đã mấy mùa cây to ở cửa hang thay hoa đổi lá. Mí Tu cũng đã lớn khôn. Mí Tu được ông dạy làm nương, trồng lúa, ngô, khoai, sắn. Mí Tu à, cháu đã cứng cái chân, khỏe cái tay, cái đầu đã biết nhiều việc hay việc đúng, nên lúc phải lấy vợ cho cháu thôi. Ở hang nhiều ngày không quen ai thì biết lấy ai làm vợ hả ông? Được rồi, ông sẽ đưa về cho Mí Tu một người con gái đẹp để Mí Tu làm vợ. Chiều hôm sau, ông hổ cõng về cho Mí Tu một người con gái. Sau khi được Mí Tu săn sóc, cô gái đã hồi tỉnh. Biết được mọi chuyện, cô chỉ ôm mặt khóc sướt mướt. Nó không ưng cái bụng làm vợ mày rồi, để ông mang nó trả về chỗ cũ, rồi ông lại đưa đứa khác về. Sau cơn kinh hoàng, cô gái hồi tỉnh, được Mí Tu kể lại ngọn ngành mọi chuyện. Thấy Mí Tu là người con trai hiền lành, khỏe mạnh, biết làm nương giỏi, Sùng Mi ưng bụng làm vợ của Mí Tu. Chẳng bao lâu, đã qua hai lần con trăng mọc rồi lặn, Sùng Mi thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ các em. Sùng Mi nhớ nhà phải không? Vợ chồng mình xin phép ông hổ cho về thăm nhà và ra mắt họ hàng Sùng Mi nha. Đến đầu bản, ông hổ dừng bước bảo Mí Tu và Sùng Mi vào nhà trước, còn ông sẽ ở lại hang. Bố mẹ à, mở cửa đi, con về đây rồi. Sùng Mi về đây mà. Ai hỏi đấy? Sùng Mi không còn đâu, nó đã bị con thú trên rừng bắt đi mất rồi. Không đúng đâu, Sùng Mi vẫn còn sống đây mà. Con đã lấy chồng, chồng con cùng về thăm bố mẹ thật đây mà. Không, con Sùng Mi nhà tao đã bị thú rừng bắt rồi. Chúng mày là người hay hồn ma? Đúng là con thật mà. Cô thổi bài hát quen thuộc mà trước đây cô vẫn thường thổi cho cả nhà cùng nghe. Mọi người đã nhận ra đúng là Sùng Mi thật. Câu chuyện Sùng Mi, con gái ông Sùng Thào, được bắt làm vợ chẳng mấy chốc đã lan rộng khắp bản. Dân bản đều hết thảy chung vui. Họ hối hả giúp gia đình ông cùng làm đám cưới cho Sùng Mi và Mí Tu. Ông Sùng Thào cùng dân bản và hai vợ chồng Sùng Mi vào rừng đón ông hổ ra chung vui cùng đôi vợ chồng trẻ. Nhưng khi họ đến cái hang ông hổ và Mí Tu từng sống thì ông hổ không còn sống nữa. Ông ơi, sao ông không sống cùng cháu nữa? Ông sống lại đi ông, Sùng Mi còn muốn được chăm sóc cho ông nhiều nữa. Thật kỳ lạ,
xác ông hổ dần biến thành xác một ông già, tóc trắng, nước da đỏ hồng, thật hiền và đẹp. Lo mai táng cho ông xong, Mí Tu và Sùng Mi thu dọn cái hang thật ngăn nắp, rồi đem hết của cải, tiền bạc, ngô thóc trở về sống với bố mẹ và dân bản. Cũng từ đó, câu chuyện Sùng Mi được bắt làm vợ lan rộng khắp từ bản gần đến bản xa. Trai gái người Mông đến tuổi xây dựng gia đình cũng hò hẹn nhau, rồi dựng chuyện giả bắt nhau trước ngày cưới. Lâu dần, chuyện trở thành tục lệ của người Mông trước khi xây dựng hạnh phúc đôi lứa. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Vật Ma. Chiếc bát lửa thần. Đã lâu lắm rồi mới được trở về thành phố quê hương. Kể từ ngày ta ra đi chiến đấu cho vương quốc cũng đã mấy năm rồi. Chào anh Linh, anh có thể giúp ta được một việc không? Ta sẽ trả cho anh rất nhiều tiền. Dạ, bà cứ nói đi, việc gì giúp được, con sẽ giúp bà, không dám lấy tiền công đâu ạ. Không, đó là chút tâm lòng của ta, anh cứ việc nhận. Còn công việc ta nhờ thì rất đơn giản. Anh có nòm thấy cái cây to này hay không? Nó rỗng ở giữa đấy, nhưng phải leo lên tận ngọn cây mới thấy có lỗ mà chui vào tụt đến tận đây. Mà ta thì đã già cả, không còn làm nổi những việc ấy nữa. Vâng, rồi sao nữa ạ? Khi anh leo xuống dưới, anh sẽ thấy một con đường rộng, sáng trưng, thắp những hơn 100 ngọn đèn. Anh phải đi qua 3 gian phòng có 3 con chó giữ. Chỉ cần phủ lên đầu những con chó tấm vải này, anh có thể lấy bao nhiêu tiền tùy thích. Căn phòng đầu chứa si linh, căn phòng 2 chứa bạc và căn phòng 3 chứa vàng. Rời khỏi căn phòng, nhớ lấy cho ta chiếc bật lửa. Còn tiền thì anh cứ giữ lấy mà dùng. Phải rồi, còn cái bật lửa mà bà đã nhờ lấy. Anh đã lấy được nhiều tiền vàng rồi chứ, còn chiếc bật lửa của ta đâu? Bật lửa thì đây rồi, nhưng bà định làm gì với nó ạ? Không việc gì đến anh, anh đã lấy được tiền rồi thì trả ta cái bật lửa ngay. Không, nói ngay cho ta biết bà định làm gì với nó đi, nếu không ta sẽ không đưa cho bà đâu. Đưa cho ta ngay, trước khi quá muộn. Không, nhỡ bà dùng nó vào việc xấu thì sao? Nếu chiếc bật lửa đó không phải là vật tốt lành gì đâu, người đừng có mà giữ nó. Bắt lấy thằng bé đi, bắt lấy. Nè, sao cháu lại ăn cắp thế? Mẹ cháu hôm qua bị bệnh nặng, cháu không còn cách gì nên đi lấy chút thức ăn về cho mẹ ạ. Cầm lấy, từ nay đừng có dở thói ăn cắp vặt ra nghe chưa, không tốt đâu cậu bé à. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Dù gì cũng không phải là tiền của mình không thể tùy tiện chi tiêu theo ý thích, chi bằng giúp những người bần hàn thì sẽ tốt hơn. Một thời gian sau, tự dưng lại hết mất dầu cơ chứ, chẳng còn chút đèn đốm nào, tối ôm hết cả lên. À, phải rồi, còn chiếc bật lửa. Xin thưa chủ nhân, ông muốn sai gì tôi? Gì thế này, cái bật lửa thần diệu quá, ta muốn sai gì cũng được ư? Vâng, thưa chủ nhân. Vậy trước mắt hãy cho căn phòng này ngập tràn ánh sáng xem sao. Ta sai việc gì ngươi cũng làm được hả? Vâng, thưa chủ nhân. Ta nghe nói công chúa của vương quốc có nhan sắc tuyệt trần, nếu có thể được, ngươi có thể mang công chúa đến đây gặp ta mỗi đêm không? Ta đang ở đâu? Ngươi là ai? Đừng sợ thưa công chúa, thần chỉ là một anh lính hèn mọn, có mong ước được chiêm ngưỡng dung nhan của người thôi. Người có thể trò chuyện với thần một chút được không? Thần biết rất nhiều câu chuyện thú vị, có thể hầu chuyện người ạ. Bẩm quốc vương, không hiểu sao suốt đêm nay, đêm nào thần và công chúa cũng biến mất, và sáng ngày ra công chúa lại hiện ra như không có chuyện gì xảy ra. Thần hỏi thế nào công chúa cũng không có nói.
Có kẻ nào có âm mưu bắt cóc công chúa về đêm ư? Phải tìm ngay kẻ đó ra cho ta. Thiếp có kế này. Thiếp sẽ lấy một ít bột mịn bỏ vào chiếc túi thơm bên ngoài của công chúa. Sau đó ta sẽ chọc một lỗ thủng. Công chúa đi đến đâu, bột sẽ rơi ra đến đó. To gan, người dám bắt cóc công chúa ư? Oan quá, xin cho tôi được giải thích đôi lời ạ. Không được, quốc vương đã ra lệnh tống người vào ngục tối chờ ngày tử hình. Chào chú, chú còn nhớ cháu không? Cậu bé hồi xưa được chú cho tiền đấy ạ. Cháu nghe tin chú gặp nạn nên đã tìm cách trèo vào đây. Thật ư, cháu có thể giúp ta một việc được không? Tất nhiên rồi ạ, chú nói đi. Ở dưới gầm giường, trong tay nải của chú có một cái bật lửa. Cháu hãy mau mang đến và nhờ người mang vào cho chú nha. Được ạ, chú chờ cháu. Người sẽ bị xử tử vì tội bắt cóc công chúa. Cầu xin nhà vua cho thần được hút một tẩu thuốc trước khi bị hành hình ạ. Được, ta đồng ý. Xin chủ nhân sai khiến, hãy giúp ta thoát khỏi đây. Xin phụ vương, anh ấy cũng chưa từng làm tổn hại con. Con thực sự đem lòng yêu mến anh ấy. Xin người hãy lắng nghe câu chuyện của anh ấy kể lại đi ạ. Anh lính bèn kể hết câu chuyện cho nhà vua và mọi người nghe về chiếc bật lửa thần và mụ phù thủy. Xin quốc vương hãy giúp anh ấy. Anh ấy là người tốt. Anh ấy hay giúp đỡ người nghèo. Đúng rồi, anh ấy là một người tốt bụng. Anh ta là một người tốt bụng, không hề tham lam của cải của người khác. Hãy thả anh ta ra theo nguyện vọng của dân chúng, và ta sẽ gả con gái yêu quý của ta cho anh lính. Vài tháng sau, tiệc cưới giữa anh lính tốt bụng và cô công chúa xinh đẹp được diễn ra trong vòng 8 ngày. Tất nhiên là chú chó cũng có chỗ trên bàn tiệc và luôn vẫy đuôi chào mừng mọi người đến tham dự hôn lễ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.